Rồi, xin chào anh em. Hôm nay ngày 6 tháng 2, mình lại có một cơ hội xin được giới thiệu cho anh em một mã dầu khí. Đó là mã BSR, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, niêm yết trên sàn Upcom. Tại sao mình giới thiệu con này cho anh em? Vì ngày 6 tháng 2 kết phiên, nó đã báo có tín hiệu EMI trên xu hướng nắm giữ lâu dài trên con BSR tại nền giá 16.1. PE hiện tại của nó là 3.2. Và đây nè, mình sẽ đánh dấu lại cái vị trí cho anh em xem. Mình đánh dấu cho anh em dễ nhìn. Đây, 16.1. Ok. Thì anh em khi nào mua, một là anh em mua đuổi, hai là anh em đợi cái đường màu xanh anh em. Đường của hệ thống chim cu bản ngân ra là anh em vào là được. Đó, là có hai trường hợp như thế. Thêm vào đó sử dụng RSI thì nó cho những điểm vào thăm dò. Thứ nhất, đó là ngày 7 tháng 12, 14/2, 9 tháng 12, 14/1, 12 tháng 12 cũng giá 14.1, rồi xuống khúc dưới là 21 tháng 12, 13.3. đây nè, nguyên một dãy luôn, từ 13.3 tới 13/14. Mình khoanh vùng cho anh em thấy hai cái vùng tầm 13/14 rồi, thì vùng này là cũng là nó đã chạy rồi anh em, đã xác nhận vào xu hướng tan rồi. Và mình kiểm tra một cái nữa là thanh khoản là đã vào hai tầng rồi nha anh em. Con này thanh khoản khá là tốt, tầng này là thanh khoản dao động ít nhất là trên 1 tỷ một phiên, thì mình mua dao động tầm là 60 tỷ là tối đa nha anh em, để quản trị rủi ro. Để mình kiểm tra hệ thống quay cóp có tín hiệu không. Quay cóp mà không có tín hiệu nha anh em, chỉ có tín hiệu phía EMI và rửa đài thôi, hai cái tín hiệu đó. Anh em canh mua vào cái vùng, theo mình là mua vùng 15 đến vùng 16 là ok. Đấy, mình xin giới thiệu cho anh em mã BSR. Chúc anh em giao dịch thành công. Thôi, mình xin được kết thúc video.